chào cả nhà nha. Sáng mình cũng có đi chợ, mình mua được con cá điêu hồng nè cả nhà. Con cá điêu hồng này tới 1,6 kg nè. À, mình chưng tương nha cả nhà. Mình chưng tương thì mình cũng có nấm mèo nè, mình cũng ngâm nước rồi, với tương hột nè. Rồi cũng có bún tàu nữa mà mình sáng mình quên mua rồi, mình mượn thằng cha mình đi lại tiệm lần kia mua rồi. À, chưa về nó không biết có không nè. Có thì mình làm, còn không có thì mình chỉ vậy thôi. Ở đây thì có củ hành tây nè. Ở đây mình ăn kèm rau thì mình có dưa leo nè, với mớ cải nè. Cải này cải kêu là cải bị dúng á. Rồi đây cũng có đậu bắp nè, mình luộc mình chấm mình ăn. Anh ăn cơm đơn sơn món gì thôi cả nhà. Đi mua con trai. Con trai đi mua bún tàu được không nè cả nhà? Giỏi ghê. Con chạy xe gì? Dạ ha, đủ tiền không con? Không. Dư tiền không? Đủ tiền không? Thiếu tiền hả? À đi, đi là phải ghi miếng giấy vậy nè cả nhà, rồi đem lại đằng tiệm mua đúng luôn, mua năm bịch đúng luôn. Ơi. Còn chữ nữa nè. Ừ, thì bà năm đọc cái này, bà năm mấy đi chữ này gì? Năm bịch. 5.000 một bịch. À 5.000 một bịch là còn thiếu lại 5.000. Cái này là 5.000 một bịch, mà 5 bịch thì 25.000, mà nãy mẹ đưa con có 20 phần, còn thiếu lại 5.000, đúng không? Giỏi quá, cảm ơn con trai nha. Dạ. Đi tiệm được rồi cả nhà ơi, nhờ rồi. Thì thấy bán bịch nhỏ không à, mình mới vậy mình mới kêu mua 5 bịch. Cái này bịch bự. Mà 2 bịch thôi. Để đi giờ mình đi ra vườn nhà mình để mình nhổ bụi hành vô để mình ấp cá mình chưng cả nhà. Cây ớt nhà mình tốt hết sức rồi cả nhà, cái rồi mình đi ở nhà không hay tứ chết chứ, khô rồi. Mình hái mấy trái này vô để mình uống ra. Mình đi nhà nó về nó cũng chết luôn. À, mình nhổ bụi hành này đi. Cái này mình cũng mới ghim hôm bữa nè, nó cũng mới ra. Giờ mình ớp cá nha cả nhà. Mình cho gia vị vô để mình ớp. À, bịch tương hộp này mình mua tới 20.000 lận. Mình thì ăn cơm ăn hơi mặn mặn á, cho nên là mình sẽ chưng hết cái bịch tương hộp này luôn. Mình cho tương hộp vô trong đây nè. Bây giờ mình cho tỏi băm nè, hành tím băm nè, mình cho hết vô luôn. Mình cho vô đây tầm một muỗng đường đi, tại tương này nó cũng ngọt ngọt rồi, mình cho một muỗng đường thôi, mình cho vô đây nửa muỗng bột ngọt nhỏ, dặn vô tí xíu nước mắm. Mình cũng có tỏi mình phi vàng nè, mình cho đi. Rồi giờ mình cho con cá vô đây để mình ớp. Mình ớp cho nó thấm tương nè. Mình hồi nãy mình cũng có xẻ mấy cái đường nè, mình ớp cho nó thấm vô đây nè. Mình làm cái này thì con mình nó cũng ăn nó, cho nên mình không có để ớt. Lát mình để nguyên trái rồi mình ăn, mình tự ăn. Con mình nó ăn không được. Rồi giờ ở đây hành tây nè, với hành lá mình cắt khúc nè, mình cho hết luôn. Rồi mình cho nấm mèo vô đây. Mình cho bún tàu luôn. Bún tàu mình cũng ngâm nước. Mình chọn để cho nó đều gia vị nè. Mình chưng vậy lát nó tự tiết nước ra. Khỏi để nước nữa. Nếu mà muốn có nước nhiều nhiều chấm dao thì mình cho vô miếng nước dừa. Miếng dừa tươi á. Đúng không?
Đây. Vậy mình để cho nó thấm đi cỡ 10 phút 15 phút đi chứ mình hãy đi chiên. Cho nó mấy cái ớt. Đây nè, ớt xong rồi cá. Nãy giờ mình bắt nồi nước lên đây nó cũng sôi rồi nè. Bây giờ mình để cá vô mình chiên. Cá mình ớp nãy giờ cũng tầm 15 phút rồi đó. Bây giờ mình cho con cá vô cái nồi này để mình chiên. Mình chiên cách thủy gì nè. Cái sửng kia thì nó nhỏ quá cho nên mình lấy cái nồi bự này mình chiên. Bây giờ mình đậy nắp lại. Mình chiên tầm nửa tiếng rồi cả nhà ơi. Cá này nó hơi bự rồi. Cá này nãy giờ mình hấp cũng tầm nửa tiếng rồi nè. Đến 40 phút rồi đó. Cũng chín rồi. Mình coi thử rồi. Chín rồi. Cá điên hồng này cũng nhanh lắm. Chín rồi, giờ mình lấy ra ăn cả nhà. Mình hấp xuống. Bây giờ cá mình cũng lấy xuống rồi. Bây giờ mình cho ăn cá ra cái mâm này nè. Nãy mình không có lại để nước nha, có hơi ít nước. Tiêu. Hồi nãy mình không có để, bây giờ mình để. Chào cả nhà nha. Chào bà cô chú. Chào cô chú. Cả nhà ơi, cá điều hồng mình chưng tương cũng xong rồi. Giờ mời cả nhà ăn cơm với ba mẹ con nha. Con mời ông bà cô chú ăn cơm. Mình cũng có dĩa nho với trái lê nữa cả nhà. Thằng cha mình thì không ăn cơm mà ăn mì. Mì khô. Mì khô và chè để cà chua vô ăn. Dạ. Ăn đã luôn. Đã luôn hả? Mê ăn dễ lắm cả nhà. Quê. Trộn vô. Trộn. Mình không ngồi xích ấn cho nó chặt chứ. Ý. Thôi mẹ trộn mi trộn muốn cứng quá. Mà cả nhà cá điều hồng chiên tương nè. Cái này cũng bánh tráng cũng ngon nè cả nhà. Mình nước cho con trang ta. Dạ. À, mình chưng mình ăn cơm. Cái này cũng bánh tráng ngon. Bánh tráng bún rồi rau sống rồi. Lại vậy. Ớt, ớt mình để nguyên trái mình không có gì. Mức tuần cà chua xấu cũng cay mà. Hồi sáng mình định mua con cá lăng mình chân tương á cả nhà. Mà cá lăng thì bự quá, tới 2 ký mấy à. Thôi mình mua cá điêu hồng 1 ký mấy. Cá lăng tới 200 mấy chục ngàn. Bự nữa, lại ăn không hết rồi thôi mình mua cá này. Ngon. Ngon. Mình chiên lỏng trái ớt á. Hổ bắp mà. Con bo ngồi đây không lắc được gì hết trơn. Ghép cái dính liền. Thế là không? Ăn này cũng chửi máu quá. Cay quá. Thôi không cay.
sáng giờ đi mua 5 bịch bún tàu. Rồi lâu ăn cá chiên tương ngon cả nhà. Nhưng mà ít nước thôi, mình không có nước để mình treo. Xấu cũng cay trời. Thằng trai mình đòi ăn mì, mình ăn mì cho nam. Chứ ăn cơm với cá này nó cũng không ăn đó nhờ. Chỉ chiên nó mới ăn thôi. Mày biết tại sao cay không? Sao không cay? Tại vì bỏ cái bột hạt nêm nhiều quá. Nói bật mà. Bò bịch rồi đó. Đừng có nói bậy nha. Sao nói bậy? Ủa bậy chứ hỏi. Bậy rồi. Ý là để có nửa bịch mà nói để nhiều á, nó đừng nói bậy. Ơi. Ơi, nhìn vậy. Về. Cá đường hồng chiên ăn cũng ngon lắm đây nè. Mày làm ú về đúng thôi. Mày làm cục gì ú về. Cũng thỏng. Chấm hỏi. Chung lẽ mày nói gì ăn cái này hết cay coi. Gặp không? Hộp mà hộp cung lại không có hộp luôn. Ôi nào bắt được cái đồ của bà bự, cái đồ của mình nấu, cái muỗng ngon quá, cái muỗng dở quá, rồi, trời ơi nấy bị già dữ, ngon vô trời mưa rồi. Rồi cả nhà miếng lê nha. Lê này lần đầu tiên mình cũng mới thấy luôn cả nhà. Nó xanh xanh mà nó hồng hồng, nó ngọt lắm. Nho này nho Mỹ nhưng mà trồng ở Việt Nam. Nghe bà bán mới nói vậy. Có mộng và cô chú ăn lời. Mày lời à, nho à? Mày nho nha. Nho Việt Nam à, nho Việt Nam mà bà cô chú ăn nho đi. Nho Việt Nam đi. Chào cô chú ăn nho Việt Nam. Nhờ của con mang á. Của con mang hả? Ừ. Con mang muốn ăn hết ăn nho. Cái này như vậy. Lục biến đó. Nằm trong cái tạc. Có ngọt không nhỉ? Ừ. Ăn hết luôn rồi. Ừ. Ừ. À, cả nhà, ba mẹ con mình ăn cơm với cá điêu hồng chiên tương. Hôm nay cũng xong rồi. Hẹn cả nhà quay đâu kế tiếp nha. Bye bye. Bye bye ông bà cô chú. Bye bye. Chào cô chú.